Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4, sách kết nối tri thức, bài 10, mục nói và nghe. Trải nghiệm đáng nhớ. Yêu cầu thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó. 1. Dựa vào dàn ý đã lập ở trang 32, 33, em hãy ghi lại các ý chính dự kiến sẽ trình bày trong nhóm hoặc trước lớp. Tên hoạt động trải nghiệm, thời gian địa điểm diễn ra hoạt động, những người cùng tham gia hoạt động. Rồi cụ thể dựa vào dàn ý mà chúng ta đã lập ở trang 32 33, tên hoạt động trải nghiệm là lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thời gian địa điểm diễn ra hoạt động. 8 giờ sáng ngày 19 tháng 11 năm 2022. Địa điểm là sân trường em. Những người cùng tham gia hoạt động là các thầy cô và học sinh toàn trường. Các hoạt động chính. Thầy phụ trách thông báo buổi lễ bắt đầu. Sau đó toàn trường hát quốc ca, đội ca. Tiếp theo thầy hiệu trưởng lên phát biểu tuyên bố lý do buổi lễ. Kế tiếp một bạn học sinh lên phát biểu tri ân các thầy cô. Sau cùng là tiết mục văn nghệ của các lớp. Rồi suy nghĩ cảm xúc của em khi tham gia hoạt động. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được là học sinh của các thầy các cô. Em thêm yêu và kính trọng các thầy các cô như những người cha người mẹ thứ hai của mình. Và tập 2 là các em ghi vắn tắt một trải nghiệm thú vị mà các bạn ở lớp đã chia sẻ. Rồi thầy giáo ví dụ như là bạn Hải được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà dịp hè vừa rồi, hay là bạn Dũng kể về buổi đi học bơi đầu tiên, bạn Lan kể về trải nghiệm được mẹ dạy cách làm bánh. Rồi các em tham khảo và làm bài. Tiếp theo là các em sang phần vận dụng, tìm đọc bài thơ, bài văn viết về những trải nghiệm trong cuộc sống giúp ta khôn lớn trưởng thành. Tên bài thơ, bài văn, thầy giáo ví dụ như là Khi mẹ vắng nhà, tác giả Trần Đăng Khoa. Các hoạt động chính hoặc chi tiết em ấn tượng nhất. Các hoạt động chính của bạn nhỏ trong bài thơ là em luộc khoai, em cùng chị giã gạo, em thổi cơm, em cùng chị nhổ cỏ vườn, em quét sân và quét cổng. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.